Cách tư duy thay đổi cuộc đời, triết lý rút ra từ cuốn Mindset tâm lý học thành công của Carol Dweck. Trong cuốn sách mang tên Mindset của tác giả Carol Dweck, một nhà tâm lý học, đồng thời là giảng viên trường đại học Harvard cũng như đại học Stanford, Mỹ, bà đã làm một thí nghiệm như sau. Bà đã cho các em nhỏ 4 tuổi một lựa chọn, hoặc là các em sẽ làm lại bài tập xếp hình mà đã làm trước đó, hoặc là một bài tập mới tinh, khó hơn và chưa gặp bao giờ. Ở ngay cái tầm tuổi mới bắt đầu cuộc đời, ngay khi chỉ mới 4 tuổi thôi nhưng đã có rất nhiều em nhỏ tin vào phẩm chất cố định của trí thông minh. Các em nghĩ rằng thông minh là không được làm sai, là phải được điểm 10, là không được mắc lỗi lầm nào cả, và vì vậy các em lựa chọn làm lại bài tập trước đó. Ngược lại, có một bộ phận các bạn nhỏ khác cho rằng việc làm đi làm lại một bài tập đã được giao trước đó là một sự kỳ quặc và tốn thời gian. Các bạn ấy liên tục đòi hỏi các bài tập khó hơn và khó hơn nữa. Đây cũng chính là nền tảng để Carol Dweck viết nên cuốn sách Mindset tâm lý học thành công và tạo ra hai loại tư duy chính, đó là tư duy cố định và tư duy phát triển. Những người có tư duy cố định là những người cho rằng tài năng và năng lực của mỗi cá nhân là bất biến. Bạn sẽ mãi mãi là bạn và số phận của bạn tùy thuộc vào khả năng né tránh thách thức và thất bại. Ngược lại, những người có tư duy phát triển lại nhìn nhận khả năng của bản thân là một dòng chảy liên tục phát triển. Mỗi trải nghiệm bài học rút ra là một cơ hội khiến họ tốt hơn ngày hôm qua. Họ vẫn tin vào tài năng, nhưng họ càng tin với sự nỗ lực họ có thể tiến xa hơn rất nhiều. Để minh họa rõ ràng nhất sự khác nhau giữa tư duy cố định và tư duy phát triển, dưới đây là các ví dụ về hai kiểu tư duy được đặt trong các bối cảnh khác nhau. Đó có thể là khía cạnh trong cuộc sống, mối liên hệ giữa người với người, mức độ phát triển của công việc hay thậm chí ở khía cạnh tình cảm. Đầu tiên, hãy thử suy nghĩ về cuộc sống và tưởng tượng ra một ngày bình thường trong cuộc đời của bạn. Có thể hôm đó cũng là một ngày đến trường như bao ngày khác, nhưng đáng trông đợi hơn một chút vì vào hôm đó bạn sẽ được giáo viên trả điểm một môn học mà bạn vô cùng yêu thích. Bạn đã rất háo hức, rất chờ đợi, cho đến khi bạn cầm bài kiểm tra trên tay và sửng sốt nhận ra bài chỉ được vỏn vẹn 6 trên 10 điểm. Sau đó, trên đường về nhà, bạn vô tình phạm lỗi và bị công an bắt. Bạn phải nộp phạt. Sau đó nữa, khi đã về đến nhà và bước vào trong phòng, bạn nhìn thấy trên giường là một chồng quần áo chưa gấp, trên bàn học là sách vở ngổn ngang. Mọi thứ dường như đảo lộn hết lên ở thời điểm đó. Bạn nhấc máy gọi điện cho mẹ để than thở, thì mẹ có vẻ đang bận bịu, hờ hững và không chú ý đến câu chuyện của bạn như bạn trông đợi cho lắm. Trong tình huống này, với một người có tư duy cố định, họ sẽ ngay lập tức cho rằng bản thân là một kẻ thất bại, một người đen đủi và ngu ngốc. Họ nghĩ rằng ai trên cuộc đời này cũng may mắn hơn mình và thậm chí người mà họ thương yêu, tin tưởng nhất là mẹ, cũng chẳng muốn lắng nghe, thấu hiểu và không quan tâm đến họ. Trong hoàn cảnh đầy buồn bã này, phải chăng hành động tiếp theo của họ là buông xuôi, họ chẳng buồn thiết tha gì cho việc học nữa, họ nằm lên giường, đi ngủ, cày phim, ăn đồ ngọt hoặc gào thét một mình cho bõ tức. Đối với một người có tư duy phát triển thì sao? Có thể các bạn ấy sẽ liên tục nhìn lại và tìm hiểu nguyên nhân, gốc rễ của vấn đề. Vì sao trong bài kiểm tra mình chỉ được 6 trên 10 điểm? Chắc hẳn ngày hôm ấy mình đã thiếu cẩn thận và làm sai một phần nào đó. Hay xa hơn, trong lúc ôn tập, mình chưa chọn đúng phương pháp ôn tập cho phù hợp và hiệu quả. Từ đó, họ tự nhắc nhở bản thân rằng lần sau phải chú ý hơn khi làm bài hoặc cân nhắc lựa chọn một phương án khác để ôn tập. Còn đối với việc tại sao mẹ của mình lại chẳng lắng nghe mình nói, có thể ngày hôm đó là một ngày làm việc vất vả của mẹ và trong khoảnh khắc bạn nhấc máy gọi cho bà thì bà vẫn chưa hoàn thành công việc của mình trong ngày hôm đó. Hãy thử gọi điện lại cho mẹ và hỏi xem ngày hôm đó của bà ra sao. Biết đâu, sự áp lực của mẹ còn nặng nề hơn mình rất nhiều. Việc bạn bị công an bắt, do bạn sai bạn mới bị phạt và lần sau bạn cần chú ý hơn, không mắc phải lỗi đó một lần nữa. Việc quần áo, sách vở ngổn ngang trong phòng nhắc nhở bạn rằng hãy hình thành một thói quen sống gọn gàng và kỷ luật hơn. Đó là cách mà một người có tư duy phát triển nghĩ về các vấn đề của họ. Sự khác nhau nằm ở chỗ người có tư duy cố định thường lý giải vấn đề xảy ra do bối cảnh xung quanh. Ngược lại, những người có tư duy phát triển luôn tự vấn bản thân trong mọi thử thách, từ đó rút ra được bài học cho chính mình để vượt qua thử thách đó ở trong những lần sau. Tiếp đến, hãy cùng tìm hiểu những ví dụ của các nhà lãnh đạo. Câu chuyện tiếp theo kể về những nhà lãnh đạo rất nổi tiếng trong lịch sử phát triển của thế giới. Họ là những người cầm quyền, có ảnh hưởng rất lớn nhưng lại có tư duy cố định. Một người được nhắc đến rất nhiều trong cuốn sách Mindset của Carol Dweck, đó chính là Lee Iacocca, người lãnh đạo của tập đoàn Chrysler cũng như là lãnh đạo của Ford. Trong thời gian tại nhiệm của mình, ông liên tục cho ra những mẫu xe giống nhau hoặc khác nhau chỉ một chút.
Trong khi đó, các hãng xe của Nhật Bản liên tục thay đổi mẫu mã, thậm chí thay đổi cả cách vận hành của ô tô trong các phiên bản sản phẩm của họ. Từ đó, người tiêu dùng dần dần cảm thấy chán và không muốn mua xe của Ford nữa. Một ví dụ khác cũng về một nhà lãnh đạo vô cùng nổi tiếng trong giới công nghệ, đó là Steve Ballmer. Nếu có niềm yêu thích hoặc đặt một mối quan tâm nhất định cho lĩnh vực công nghệ thì hẳn các bạn cũng đã từng nghe qua tên của ông. Ông chính là CEO của Microsoft. Sau thời Bill Gates, ông đã từng nhận xét về iPhone là một nghiên cứu, một phát minh ngớ ngẩn và điểm yếu đặc biệt của nó là không có bàn phím cứng để gửi email. Trong một cuộc phỏng vấn, vị phóng viên đã từng hỏi ông như sau: Steve Jobs go to Macworld and pull out his iPhone. What was your first reaction when you saw that? I said that it is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customer because it doesn't have a keyboard, which makes it a not very good email machine. Câu trên có nghĩa là Steve Jobs tới Macworld và lấy ra chiếc iPhone của mình. Phản ứng đầu tiên của ông khi nhìn thấy điều đó là gì? Tôi đã nói rằng đó là chiếc iPhone đắt nhất trên thế giới và nó không hấp dẫn khách hàng doanh nghiệp vì nó không có bàn phím, khiến nó không phải là một chiếc máy email tốt. Và sau đó, những mẫu điện thoại của Windows Phone kết hợp với Nokia phát triển rất chậm so với Samsung và hệ điều hành Android, cũng như iPhone với hệ điều hành iOS. Vậy, khi đặt hai kiểu tư duy này vào trong môi trường và các vấn đề liên quan đến học tập thì sao? Tất nhiên, đây sẽ là một khía cạnh mà người đọc lẫn người nghe sẽ cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ rệt nhất. Tư duy là học tập. Tư duy là suy nghĩ, tư duy cũng chính là cách nghĩ. Carol Dweck có hỏi các em học sinh tiểu học một câu hỏi như sau. Các em nghĩ thế nào là thông minh? Những em học sinh có tư duy cố định thì cho rằng thông minh tức là em không mắc một sai lầm nào cả, là em làm bài tập nhanh hơn các bạn khác, là em tạo ra một kết quả hoàn hảo và em hoàn thành một bài tập, một công việc gì đấy dễ dàng trong khi những bạn khác thì phải chật vật, khó khăn với nó. Còn đối với những bạn có tư duy phát triển thì ngược lại. Thông minh là khi em phải cố gắng hết sức để làm và tìm ra được bài giải cho bài tập khó đó. Và sau đó một khoảng thời gian thì em đã tìm ra. Đối với những bạn này thì việc hoàn hảo ngay lập tức từ đầu không phải là đối tượng ưu tiên, mà các bạn ưu tiên hơn việc dành nỗ lực để tìm ra được đáp án cho bài tập đó. Một nhà nghiên cứu tên là Benjamin Bloom đã từng nghiên cứu đối với 120 nhân vật xuất chúng và nổi bật ở tất cả các lĩnh vực khác nhau, từ điêu khắc cho đến hội họa, piano, các vận động viên bơi lội Olympic, quần vợt và ông đã đưa ra kết luận như sau. Phần lớn trong số họ khi còn nhỏ đều không có điểm gì đặc biệt, tài năng của họ cũng không được thể hiện rõ trước khi họ bắt đầu quá trình đào tạo nghiêm túc. Chỉ có động lực và lòng quyết tâm bền bỉ cùng mạng lưới hỗ trợ mới giúp đưa họ lên tới đỉnh cao của thành công. Ông cũng dành hơn 40 năm để nghiên cứu về học tập và cũng cho ra một kết luận cuối cùng. Mọi người đều có sức học ngang nhau, nếu họ được tạo điều kiện phù hợp trước đó và hiện tại để học tập. Có một kết luận khác cũng khá nổi bật trong cuốn sách Mindset của Carol Dweck, đó là nếu bố mẹ liên tục khen về năng lực của con cái thì IQ của bé sẽ giảm đi. Ngược lại, nếu bố mẹ khen về nỗ lực của con cái mình thì IQ của bé sẽ tăng lên. Một ví dụ khác về học tập mà Carol cũng nói trong cuốn sách, đó là nếu một nhóm học sinh được đưa cho một bài tập cực kỳ khó so với năng lực của các bạn đó và bị điểm thấp, thì những bạn học sinh có tư duy cố định, thay vì cầm số điểm đó và tìm hiểu lý do vì sao mình bị điểm thấp, các bạn sẽ ngay lập tức giấu đi và không cho ai biết. Khi về nhà, các bạn ấy sẽ có xu hướng lừa dối bố mẹ, có thể giấu sổ liên lạc, giấu bảng điểm hoặc sửa chữa lòng tự tôn của mình bằng việc so sánh mình với những bạn bị điểm kém hơn. Sau đó, các bạn sẽ đổ lỗi cho các yếu tố khác, đổ lỗi cho đề bài, đổ lỗi cho giáo viên và lâu dần khi liên tục làm những điều đó, các bạn sẽ sinh ra trạng thái chán nản. Cùng với áp lực từ phía bố mẹ và nhà trường, các bạn sẽ sinh ra trầm cảm. Đối với những bạn học sinh có tư duy phát triển thì sao? Các bạn ấy sẽ cố gắng hết sức để tìm ra được bài giải cho bài tập đó dù nó khó đến đâu. Các bạn ấy có thể hỏi thầy cô, bạn bè, nghiên cứu trên mạng, hỏi bất cứ người nào mà các bạn ấy có thể hỏi, thay vì hành động giấu dốt. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những ví dụ trong môi trường làm việc. Nếu bây giờ các bạn gặp một người lãnh đạo không cố gắng phô trương quyền lực, không cố gắng tỏ ra mình là người giỏi hơn người khác, không ôm hết công lao về mình mà đó là trách nhiệm của cả tập thể, không trù dập người khác để cảm thấy mình uy lực hơn thì xin chúc mừng, bạn đã gặp một người lãnh đạo có tư duy phát triển. Những người lãnh đạo có tư duy cố định thì sao? Họ thể hiện ra như đúng những gì vừa được mô tả. Hơn thế nữa, họ tôn thờ một thứ gọi là trí tuệ siêu đẳng, tức là họ chỉ thích giao việc, làm việc với những người mà họ cho là giỏi mà thôi. Họ không quá quan trọng về nỗ lực của nhân viên. Họ không nghĩ những người dốt, những người nhân viên kém có thể trở nên giỏi hơn bằng những nỗ lực của họ.
Hơn thế nữa, họ mang kiến thức của mình ra để dọa người khác và không nghe những lời phê bình. Họ còn muốn khiến cho những người xung quanh họ trở nên có tư duy cố định giống mình nữa. Họ không quan tâm đến việc nhân viên có thể học hỏi, phát triển đến đâu, mà thay vào đó họ khiến nhân viên cảm thấy bị sợ và bị đánh giá lâu dần. Họ sẽ hạn chế sự sáng tạo, phát triển và cải tiến của công ty đó. Qua các ví dụ trên thì chúng ta có thể rút ra một số điểm chung của những người có tư duy cố định và những người có tư duy phát triển. Đó là gì? Những người có tư duy phát triển, họ coi trọng nỗ lực, không sợ thất bại và luôn nhìn ra bài học từ thất bại đó. Đặc biệt là họ không hướng tới sự hoàn hảo. Ngược lại, những người có tư duy cố định, họ coi rằng thành công là bạn có tài năng bẩm sinh hơn người, thất bại là thước đo của con người bạn và nỗ lực chỉ dành cho những kẻ không có tài cán gì. Có một đoạn văn rất hay tác giả viết như sau. Con người đánh giá năng khiếu bẩm sinh cao hơn năng lực tự trau dồi. Tuy nền văn hóa của chúng ta vẫn đề cập đến những nỗ lực cá nhân và sự tự trau dồi, nhưng trong thâm tâm, ông nói, chúng ta vẫn tôn thờ những tài năng thiên phú. Chúng ta thích những gã vô địch, những thần tượng như là những vị anh hùng sinh ra khác biệt so với mình. Thực tế thì họ chẳng khác gì chúng ta cả. Chúng ta đang được nuôi dạy trong một môi trường thực sự coi trọng thành tích. Điểm cao là thông minh, là học giỏi. Điểm thấp nghĩa là ngu dốt. Ngay từ cấp 1, khi các em học sinh mới chỉ 5-6 tuổi, bước vào lớp 1 thôi nhưng đã bị phân ra lớp chọn và lớp không chọn, lớp giỏi và lớp dốt. Dần dần lớn lên, những em nào càng giỏi, nhà càng có điều kiện thì các em đó càng có nhiều bàn đạp để tiếp cận với những kiến thức tốt hơn. Vì vậy, điểm số các em càng cao hơn và sau này con đường học tập tới công việc của các em càng rộng mở hơn so với những bạn thực sự kém may mắn từ nhỏ. Việc chúng ta liên tục thần tượng điểm số, cho rằng những bạn học sinh giỏi từ nhỏ đã là thần đồng, sẽ vô tình tạo thành một văn hóa học đường rất xấu. Những bạn học sinh giỏi đó nhận được những điểm số cao sẽ dần hình thành lối tư duy cố định và các bạn ấy sẽ bị sợ. Với những lần sau đó, các bạn ấy sẽ chỉ chọn những bài tập dễ để khiến cho mình liên tục được điểm 10, để bố mẹ vui, nở may nở mặt, không bị mất mặt với hàng xóm láng giềng. Khi chẳng may gặp một bài tập khó, bị điểm thấp thì các bạn ấy sẽ ngay lập tức tự vấn lại rằng thực sự mình có giỏi hay không? Có phải mình là thần đồng hay không? Các bạn ấy sẽ quay ra dằn vặt và nghĩ rằng tư chất thần đồng của mình chỉ dừng lại được đến đây thôi. Từ đó, dần dần các bạn ấy sẽ tụt lại ở phía sau so với những bạn liên tục nỗ lực kia. Chúng ta không thể thay đổi được văn hóa học đường và càng không thể thay đổi định kiến của giáo viên đối với chúng ta hay về sau là con cái của chúng ta. Nhưng chính thế hệ trẻ hiện đại, những ông bố, bà mẹ của thời hiện đại là những người có thể thay đổi được điều đó và hoàn toàn có thể thay đổi con cái mình đi theo hướng tư duy phát triển. Các bạn hãy chỉ cho con mình rằng, nỗ lực để tìm ra giải pháp, tìm được đáp án, những cố gắng từng ngày có thể đưa con bạn đi xa đến đâu, thay vì gắn cho con những biệt danh như đồ ngu, đồ dốt rồi dừng lại ở đó. Thay vì khen con khi con làm đúng một bài tập gì đó là con thông minh quá, giỏi quá, thì hãy khen sự nỗ lực của con bằng câu, chắc hẳn con đã rất nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ rất nhiều thì mới làm được đúng như vậy. Tại sao chúng ta phải mất thời gian chứng minh rằng con cái của chúng ta thông minh và giỏi giang hơn người khác, trong khi cái thời gian đó các bạn có thể dành ra để nỗ lực, để củng cố bản thân, khiến cho con cái của bạn cảm thấy tốt hơn? Tại sao chúng ta không thẳng thắn thừa nhận chính khuyết điểm của chúng ta mà phải cố gắng che giấu nó đi? Tại sao bạn phải cố gắng tìm bằng được người yêu, người thương, người chồng, người vợ có thể khẳng định được lòng tự tôn của bạn, cái sự giỏi giang của bạn thay vì tự thách thức chính mình để có thể tiến lên và giỏi giang hơn nữa? Tóm lại, câu chuyện của chúng ta trở thành ai trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào lối tư duy mà chúng ta có. Và tư duy thì không cố định, tư duy có thể thay đổi theo thời gian nhờ vào việc chúng ta thay đổi góc nhìn đối với từng vấn đề hoặc từng thử thách nhỏ, lớn xảy đến trong cuộc sống. Sẽ không có một lộ trình cố định nào giúp chúng ta hoàn thiện tư duy của mình. Nhưng trên hết, hãy nghĩ rằng mọi vấn đề, mọi khó khăn xảy đến trong cuộc sống không nhằm vùi dập chúng ta, không nhằm chứng minh chúng ta ngu ngốc hay đen đủi. Ngược lại, nó tạo cho chúng ta cơ hội để rèn luyện bản thân, hun đúc ý chí và trở nên vững vàng hơn trong những thử thách lần sau. Hãy đặt bản thân làm hạt nhân của sự phát triển, mọi sự thay đổi sẽ đến và đưa chúng ta bay cao và xa hơn. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.